Hello chú nha, mới về nha, mới về đăng luôn. Mà tiền đẹp nha, chưa đụng chạm con ốc nha. Lam sơn nè, lam đẹp, Latin VIP. Sơn thì cũng VIP luôn. Sơn mắc dây cua như mới luôn nha. Về mình gỗ mũi lại tí nha. Mũi dập rồi đây, mũi vỗ lại ha. Nhưng mà như mới luôn. Này sơn mới luôn chứ. Về vỗ mũi lại, ngon luôn à. Bộ lam sơn, lam Latin VIP. Rồi ai bưng nè, alo luôn nha, khỏi vệ sinh, khỏi lau chùi luôn, khỏi xúc bình xăng con luôn đó, VIP luôn nha. Rồi xét đô man một thằng này, mấy này 121 SD nha, đây lốc mà 121 nha, nòng 49 ly 68 cc nha, test nổ rồi phê lắm nha. Hết cạn xăng rồi, mới vô để châm xăng nổ lại. Cạn không còn miếng nữa. Không còn hổ là cái. Châm nhiều vừa hổ đã đi đúng không? Mấy nhưng mà về chưa xúc xăng, mới giờ đổ xăng vừa. Xăng vô nè. Được chưa? Thôi được. Giờ đổ xăng Việt Nam vô nha. Đổ xăng Việt Nam vừa cay. Con này kiểu nó giống 6800 ấy nha. Rồi ai ưng thì alo nha, giá rẻ máy Đức ha, giá rẻ mà VIP nha, máy của Đức ha. Còn này thì bao bền luôn, bảo hành động cơ 12 tháng lửa 6 tháng nha. Đó, lửa dễ, con này thay IC381 vô cũng được. Thôi nè, rồi bê tông bao vân ngang nha, giá rẻ nha.